Công ty cổ phần công nghiệp Ý Mỹ tuyển dụng nhiều vị trí tháng 6 năm 2018. Công ty cổ phần công nghiệp Ý Mỹ hiện đang cần tuyển gấp các vị trí sau: lao động phổ thông, tạp vụ, nhân viên bảo vệ, nhân viên vận hành lò hơi, nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ. Mô tả công việc, chi tiết về công việc của các vị trí sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Yêu cầu chung, không phân biệt giới tính, đang trong độ tuổi lao động, biết đọc, biết viết. Chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn. Quyền lợi được hưởng, mức lương thỏa thuận, thưởng lễ, Tết, nghỉ mát, được hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, lương thưởng tháng 13, phép năm và các phúc lợi khác. Yêu cầu hồ sơ gồm có đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, xác nhận của địa phương, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú tạm vắng sau y công chứng 6 tháng, giấy khám sức khỏe, bản chính 6 tháng, các văn bằng chứng chỉ nếu có, sau y công chứng 6 tháng, và hai ảnh 3x4. Nộp hồ sơ tại phòng bảo vệ công ty, hồ sơ photo công ty sẽ không trả lại. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty cổ phần công nghiệp Ý Mỹ, địa chỉ đường số 8, khu công nghiệp Nhân Trạch 2, Nhân Phú, xã Phú Hội, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại liên hệ 0251-2814-047, gặp phòng nhân sự. Ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2018.